khu du lịch thác Bản Dốc, mời quý vị và các bạn cùng Linh Nguyễn Vlog vào tham quan. Cảm ơn quý vị và các bạn, rất mong quý vị và các bạn ủng hộ. Các đồ lưu niệm hai bên đường. Thác Bản Dốc. Mời quý vị và các bạn cùng mình tham quan. Hai. Hai. Thác chảy rất là lớn, hùng vĩ. Cái này mà có flycam cam thì quay sẽ đẹp hơn. Thác Bản Dốc, Cao Bằng. Nhìn nó đẹp. Thác chảy rất là đẹp. Đây, đây là núi, bên này là Trung Quốc quản lý. Đỉnh núi xuống xây dựng làm gì hết, cái trên cao có thác, ngắm thác của Trung Quốc. Quá đẹp các vị bạn. Đẹp quá các bạn.
từ xa xa nó rất là đẹp. Đẹp các bạn. Cột mốc biên giới Việt Nam. Cột ta bà 836 dựng năm 2001. Rồi. Quá đẹp luôn, áo dài đứng bên cột mốc. Thiêng liêng của Tổ quốc. Để có con mốc này rất nhiều xương máu đã phải đổ xuống. Rồi, con đang đứng bên. Rất đẹp. Nhìn xa xa. Bên Trung Quốc là họ làm mấy cái thác, cái đồi. Ta những cái tròi tham quan ở trên những cái núi. Có cò bắt cá kìa.
Đây là phần thác bên Việt Nam mình quản lý và khai thác. Mà cái phần ở dưới thác nó rất nhỏ nên không thể đi ghe thuyền được, chỉ có thể đứng chụp hình được thôi và quay phim. Dưới này nhìn trên cũng phải cỡ 30 mét đấy các bạn, rất là cao. Các bạn lại thấy hay đăng ký like chia sẻ cho kênh mình một ngày phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh Nguyễn Vlog của lớp. Rồi một cái cô gái bạn rất đẹp.